Xin chào tất cả anh chị đã quay trở lại với đầu tư tiền điện tử là Phong đây, và hôm nay chúng ta sẽ cùng cập nhật về vàng và dầu nha chị nha. Những cái chuyển biến ở thị trường hiện tại nó đang rất là phức tạp luôn. Thì đầu tiên chúng ta phải nói đến là ở trong thời điểm hiện tại chúng ta đang có những cái cuộc chiến tranh xảy ra Israel các thứ anh chị, thì anh chị thấy rằng là giao tranh đang gọi như là rất là xung đột và rất là căng thẳng. Và trong thời điểm hiện tại thì rất là nhiều người đang bàn đến cái vấn đề là chiến tranh thế giới thứ ba. Thì theo cái góc nhìn về lý thuyết thì nó thực sự là nó chưa phải chiến tranh thế giới thứ ba. Nhưng mà góc nhìn thực tế ra thì anh chị thấy được rằng là rất là nhiều nơi trên thế giới bây giờ đang có đạn súng nổ nha anh chị nha. Và rất là căng thẳng luôn. Và đặc biệt là Ukraine và cũng như là Nga đang có những cái cuộc tranh đấu khác nhau nữa về cái vấn đề là bên phía châu Âu họ sẽ cung cấp thêm những cái tên lửa cho Ukraine. Thì đây là cái vấn đề mà em nghĩ rằng là thời gian tới Nga nó sẽ không có thể là để im được. Và khi mà chúng ta nghe về những cái tin tức đó thì chúng ta cũng để ý rằng là ở thời điểm hiện tại vàng đang có một cái pha phục hồi sau khi quay trở lại cái ngưỡng hỗ trợ. Và anh chị thấy rằng là chúng ta đang ở trong lệnh ha. Và cũng rất là đáng tiếc cho những anh chị em nào mà không theo dõi thường xuyên. Khi mà sáng nay thì em thấy rằng là mọi người hỏi là gọi như là cái lệnh vàng này tụi em boss ở đâu, thì anh chị cũng thông cảm rằng á là có thể một ngày em sẽ ra được hai video, ví dụ như là Bitcoin và vàng riêng, nhưng mà có những hôm em bận á thì em chỉ gom lại được ở trong một video thôi. Và cái lệnh vàng này em đã làm cách đây là 4 ngày trước rồi. Thì nếu như anh chị xem và anh chị vào lệnh giống như tụi em á, thì đến thời điểm hiện tại anh chị đang có lời và đã đạt được cái mốc TP1 và cũng như là khoảng 50% cái lệnh này rồi. Thì cái việc đầu tiên chúng ta làm khi mà chúng ta gặp cái tình trạng là chúng ta đạt TP và chúng ta đến cái ngưỡng gần 50% cái lệnh á, thì anh chị cần làm gì anh chị? Thì ở đây á, chúng ta nên chốt khoảng 30% cho đến 40% cái lệnh long của mình nếu như anh chị đang trong cái lệnh long này anh chị ha. Rồi cái tiếp theo nữa là ở trong cái bối cảnh hiện tại khi mà chúng ta thấy những cái chiến tranh xảy ra thì anh chị nên xem về dầu một tí. Tại vì sao mà chúng ta nên xem về dầu anh chị? Bởi vì anh chị thấy được rằng á, là khi mà chiến tranh xảy ra thì cái để mà mọi người thấy được rằng là nó sẽ sử dụng quyền lực để mà nó thâu tóm được ở trong cái chiến tranh đó chính là dầu anh chị ha. Bởi vì xăng và dầu là cái công cụ ha để những cái quốc gia họ đấu tranh với nhau. Và khi mà dầu mà nó tăng lên thì anh chị hiểu câu chuyện là gì đúng không ạ? Thì vàng nó cũng sẽ tăng theo. Và để mà thấy được rằng là cái tỷ lệ mà dầu nó tăng ra sao thì anh chị có thể là xem qua cái trang này cùng em nhé. Thì ở đây như anh chị thấy rằng là gì ạ? Chúng ta đã thoát ra khỏi một kênh giá giảm của dầu ở trong thời gian vừa qua ha, của oil ở trong thời gian vừa qua. Và khi nó bứt phá ra khỏi kênh giá giảm này, chúng ta đi vào một kênh giá tăng. Và trong thời gian vừa qua em đã nói rằng là khi nó đến cái ngưỡng kháng cự là 92,72, tức là quickly close, chúng ta sẽ có khả năng bị từ chối xuống, từ chối rất là mạnh xuống. Thì anh chị thấy đây là khu vực kháng cự tuần, và trước đó cũng là cái điểm đã có những cái sự rơi giá từ đây xuống, rơi giá từ đây xuống rất là mạnh mẽ. Và khi mà đến đây thì em phải chấp nhận câu chuyện rằng là chúng ta phải điều chỉnh nguội lại sau một cái quá trình mà chúng ta break cao, chúng ta đi tăng trưởng mạnh lên đối với dầu. Và khi mà dầu phá xuống thì ở đây em sẽ đưa về 4 giờ nha anh chị, cùng có thể là dễ xem ha. Ở 4 giờ thì cái hành vi là gì? Ở trong thời gian vừa qua nó đã phá ra hai cái ngưỡng là 0.618 và 0.5, phá mạnh xuống dưới. Và sau đó hồi lên test ở trong đầu tuần này và đang có một cái gap ở đây nha anh chị nha, chúng ta đang có một cái gap ở đây. Và thường những cái hành vi nó sẽ làm là gì anh chị? Khi có gap nó sẽ vòng xuống để nó lấp gap. Có nghĩa là nó sẽ không trừ ra cái khoảng trống này trên giá cả nữa. Thì em đang chờ là một cái tình huống quay xuống để lấp gap. Và khi nó đến cái ngưỡng quickly close 79,92% ở trong thời gian tới, cũng là một khu vực hỗ trợ tuần nha chị. Ở trên này là kháng cự tuần, ở dưới này là hỗ trợ tuần. Thì anh chị thấy được rằng là khi nó đến hỗ trợ tuần nó cũng sẽ có những cái phản ứng khá là tương tự thôi. Đối với lại cái kháng cự thì khi đến đây nó sẽ có một sức mạnh để có thể đỡ giá đi lên. Thì anh chị thấy được rằng là không chỉ là em đang nói ở khu vực này mà nhìn lại quá khứ thì chúng ta đều có những cái sự đỡ giá ở đây anh chị ha, khiến cho giá cả đi lên rất là tốt. Đó, ở trước đó thì sao anh chị? Ở trước đó nó là kháng cự nè, nó là kháng cự rất là nhiều và nó cũng là một cái nơi hỗ trợ đệm giá lên rất là tốt. Thì em kỳ vọng rằng là trong thời gian tới khi chúng ta có cái sự lấp ghép diễn ra ở khung thời gian là 4 giờ, chúng ta lấp ghép đi xuống và kèm thời điểm đó thì nó cũng sẽ lấp ghép khung ngày luôn anh chị. Thì khung ngày đây anh chị nè, khung ngày chúng ta cũng có cái gap đang hiện rất là rõ ở đây. Thì khi mà nó lấp ghép được giá cả chúng ta quay về để lấp ghép thì anh chị thấy được cluster của chúng ta cũng sẽ nằm ở dưới khu vực qua bán này và tỷ lệ phục hồi là có. Tỷ lệ phục hồi là có và khi nó phục hồi lên đó, thì anh chị thấy rằng khung ngày nó sẽ đi rất xa anh chị ha. Khung ngày sẽ đi rất rất xa. Anh chị có thể là để ý ở qua bán đây. Đây, ở qua bán đây. Đó, chúng ta hồi lên. Đúng không ạ? Chúng ta hồi rất mạnh mẽ lên và khi một lần nữa chúng ta chạm đến ngưỡng qua bán này và phục hồi lên thì anh chị nghĩ đi. Dầu vẫn còn tăng rất là tốt ở trong thời gian tới và kèm theo cái tin tức về chiến tranh nữa thì anh chị thấy rằng là dầu nó sẽ còn tiếp tục tăng. Và đối với câu chuyện dầu tăng thì vàng sẽ tăng và chúng ta có thể là quay trở lại vàng ở ngay thời điểm hiện tại để xem xét những cái tình huống ở trong thời gian tới nha anh chị nha.
Thì trong thời gian tới, nếu như anh chị vẫn đang chơi vàng và ngoại hối và anh chị muốn tìm kiếm thêm những cơ hội để mà trading kiếm thêm lợi nhuận, thì anh chị có thể xem qua sàn giao dịch Bybit ha. Thì anh chị có thể là tiến hành, có thể là trade những cái cặp giao dịch như là Bitcoin, Ethereum và rất rất là nhiều cặp khác ở trên thị trường crypto để có nhiều cơ hội kiếm được lợi nhuận nó tốt hơn nha anh chị. Và để mà anh chị có thể là trading cùng team ở trên những cặp crypto, thì anh chị có thể là xem video hàng ngày, và kèm theo đó là anh chị có thể là trading ở trên Bybit. Khi anh chị đăng ký dưới đường dẫn của team để dưới phần mô tả video này, anh chị có cơ hội nhận lên đến là 30.000 đô thưởng nạp khi anh chị nạp và trading đủ các mốc mà bên sàn Bybit yêu cầu nha anh chị nha. Và bây giờ chúng ta hãy tiếp tục với nội dung tiếp theo video ngày hôm nay. Ok, thì tình huống thì em thấy được rằng á, là đối với vàng nó cũng rất là giống với dầu khi ở thời điểm hiện tại nó đang ở qua bán. Đây là cái sự trùng hợp rất là nhanh chóng và đáng kể ở trong thời điểm hiện tại đối với vàng và dầu. Khi mà vàng và dầu nó nằm trên một cái chiến tuyến anh chị, ha, dầu tăng lên vàng sẽ tăng lên, và ở đây em thấy cái tỷ lệ chúng ta nên giữ cái lệnh này. À, anh chị nên giữ cái lệnh này. Và để mà giữ cái lệnh này tốt thì anh chị cũng lưu ý rằng cái SL ha. Cái SL bây giờ anh chị có thể là kéo xa hơn một xíu nữa, và TP anh chị sẽ để cao hơn một tí nữa. Đó, đây là cái khung ngày và em dự phóng nó sẽ có thể là đi xa hơn. Và khi mà anh chị đã chốt 30% cái lệnh ở đây rồi, à, có nghĩa là nó cũng tương đương, nếu em tính toán nha anh chị nha. Nếu anh chị chốt ở đây khoảng 30% lệnh là nó rơi tầm là 1,62%, thì khi mà nó rơi xuống đi. Nó rơi xuống thì cái tỷ lệ anh chị lỗ nó cũng sẽ không quá nhiều ha. À, nó sẽ không quá nhiều đâu anh chị, cho nên là anh chị cũng có thể là tính toán bằng cách là anh chị giờ SL xa hơn và đặt cái mục tiêu giá nó cao hơn một tí. À, nó cao hơn một tí nha anh chị. Thì cái TP như thế này, TP em sẽ chia lại cho anh chị thấy. TP 1 ở đây đúng không ạ? TP 2 thì anh chị sẽ gộp lại tới monthly close luôn. Bởi vì là khi nó qua TP 1 rồi em rất thấy được cái tỷ lệ nó lên tới TP 2 là khoảng 1880. Ha, à, thì đây là cái khu vực TP 2 của chúng ta. TP 2 của chúng ta, và khi mà nó phá được lên trên á thì anh chị sẽ thấy được cái vùng mà nó có thể là chạy giá nó rất là xa. À, nó rất là xa luôn. Thì anh chị thấy được là ở trước đó chúng ta cũng có cái liquidity ở đây, tức là những cái lệnh short ở 1987 nó rất là nhiều, những cái lệnh short đã khiến cho giá đi xuống. Thì market maker nó muốn là nó đẩy lên, nó gọi như là quét thanh lý những người chơi đã short, đã bán vàng ở trước đó. Và khi mà nó lấy thanh lý xong thì đây là cái nơi mà chúng ta sẽ chốt lời, bởi vì vàng nó vẫn sẽ phải ở trong một cái trend điều chỉnh nữa. Em nghĩ rằng là nó chưa kết thúc hẳn 100% sự điều chỉnh ở đây đâu, và cái sóng này là cái sóng hồi theo tin tức ở trong thời gian tới thôi. Hãy cùng xem thử là cái lệnh vàng của chúng ta sẽ ra sao anh chị ha. Thì đây là cái nội dung để anh chị có thể là tham khảo về vàng ở thời điểm hiện tại. Thì anh chị có thể là xem qua một tí về ơ đi ha. Chúng ta cũng đã bàn về ơ ở trong thời gian vừa qua rồi, thì để xem ơ đã đạt được những cái mục đích chúng ta mong muốn hay chưa. Thì ở thời điểm hiện tại á, ở thời điểm hiện tại chúng ta vẫn chưa nên long ơ nha anh chị, bởi vì chúng ta chưa có dấu hiệu tích cực. Thứ nhất là về volume, khi anh chị nhìn ở 4 giờ anh chị thấy là có volume mua tăng lên ha, nhưng mà nhìn chung á là giá thì nó vẫn bị chặn lại ở cái điểm là khoảng 1.06 độ xuống, có nghĩa là nó chưa tạo ra cái cấu trúc tăng. Thì chúng ta sẽ từ từ, chúng ta chưa nên lo, chúng ta đợi thêm nha anh chị. Khi nào mà đồng ơ này nó bứt phá lên trên cái ngưỡng là 1.06173, à, bứt phá lên trên đó thì chúng ta mới vào long. Ở thời điểm hiện tại thì tuy rằng có volume mua rồi nhưng mà chưa đủ yếu tố để chúng ta bước vào lệnh long nha anh chị. Chúng ta cần phải thấy sự phục hồi và giữ giá ở trên weekly low và cũng như là trên cái điểm mà ở cái đỉnh trước đó của nó nữa thì chúng ta mới vào long. Thì đây là vẫn là cái cơ hội để anh chị xem xét vào long. 4 giờ thì nó đang điều chỉnh này đó, cho nên cũng chưa nên vội nha anh chị. Ở khung ngày thì tính ra là nó phải tăng rồi, nhưng mà tới thời điểm hiện tại nó vẫn bị chèn xuống, bởi vì những cái hoạt động của châu Âu thời gian vừa qua nó quá phức tạp. À, nó quá phức tạp, nó hỗ trợ cho Ukraine vân vân, rồi nước nó khó khăn về ga các thứ, thì nó làm cho đồng ơ nó cũng bị ảnh hưởng khá là nhiều nha anh chị. À, thì thời gian tới thì em vẫn kỳ vọng là một cái sóng hồi lên, bởi vì là khi nó break cao ra khỏi đây, anh chị lưu ý khi nó break cao ra khỏi đây và cái tín hiệu cần thiết của nó là backtest lại, để nó lấy, nó test thử cái lượng cung ở trên này nó đủ đáp ứng để mà đưa giá cả đi về hay không, thì nó phải tạo ra cái sự thanh khoản anh chị. Khi người ta long lên đúng không ạ, long xong rồi mà người ta không chốt đi, ví dụ như chúng ta long lên chúng ta không chốt, thì nó sẽ tạo ra một cái sự thanh khoản để mà bên market maker họ có thể là bán xuống và nó có thể là đi xa hơn. Và đối với ơ thì cái mục tiêu dài hạn hơn của em là khoảng 0.97, thì thật sự là nó cũng có thể đến nha anh chị nha. Thời gian vừa qua ơ giảm rất nhiều, nếu mà xét theo ơ trên USD thì ơ giảm rất nhiều nha anh chị. Và em kỳ vọng là chúng ta sẽ về lại cái khu vực hỗ trợ tháng này là khoảng 0.98. Đó, thì đây là một cái điểm khá là đẹp để chúng ta có thể canh những cái lệnh mua lên ở trong thời gian dài hạn hơn. Thì thời gian tới nếu có những chuyển biến gì xảy ra em sẽ cùng cập nhật cho anh chị ha. Còn đối với vàng ở thời điểm hiện tại vẫn là cái mục tiêu chính mà chúng ta đang trade, và anh chị có thể là tham khảo về những cái sức tăng của nó ở trong thời gian tới rất là nhiều lần rồi anh chị. Đây, chỉ ba cluster nằm ở qua bán đúng không ạ, chúng ta đến hỗ trợ chúng ta bung lên rất mạnh luôn. Đó, những lần trước đó thì sao,
Đây, qua bán đúng không anh chị? Đây, qua bán này chúng ta cũng bung lên một cái rất là mạnh. Đó, quan trọng là chúng ta chỉ cần xác định được cái điểm dừng của cái lực tăng nó nằm ở đâu thôi anh chị. Khi mà chúng ta xác định được cái điểm dừng của cái lực tăng á thì lúc đó chúng ta vào lệnh nó sẽ an toàn thôi anh chị ha. Rồi thì cảm ơn tất cả anh chị đã xem đến hết nội dung video ngày hôm nay, và nếu như anh chị thấy những cái nội dung này cập nhật đến anh chị có những cái tín hiệu mà anh chị có thể tham khảo được đầu tư nó an toàn hơn, thì anh chị đừng quên có thể là để lại một nút like, nút đăng ký, và kèm theo đó thì anh chị có thể nhấn vào quả chuông ở bên cạnh để nhận được những cái video sớm nhất từ tụi em nha anh chị nhé. Rồi thì cảm ơn tất cả anh chị một lần nữa, và hẹn gặp lại tất cả anh chị trong những nội dung video lần sau.